Chào các bạn, chúng ta vừa mới thưởng thức một màn áp tướng, bây giờ chúng ta sẽ áp tiếp. Bây giờ mình cần một con để lên được. Đây con này này. Ok chưa? Một xe không có. Bây giờ mình sẽ cần một con để lên tướng đúng không? Đó xem có con nào không nhỉ? Không có, tôi thế thì lấy tạm con này vào, tạm con này đi. Không, tốt nhất là nếu với một cái bài như này thì xem nào. Hết rồi. Chưa đủ này. Mình chưa đủ này. Làm sao giờ? Cắn con này. Cắn con này thì phải có ấy. Phải có tướng. Thế mà tướng ấy mà cuối cùng lại không đủ nhá. Công nhận để lên được một tướng cũng không phải dễ. Khoai. Có để mai. Nhưng mà vẫn phải lên để Destiny còn hai cái nữa. Hai cái nữa mua đâu được nhỉ? Tối mai mua. Ngoài mình đã rất mạnh rồi. Ok, dừng video ở đây nha các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ thích các video clip của mình. Cũng như có thể nếu mà chơi game mà nhìn thấy mình chưa nói thì tham khảo của mình một đội hình khá hợp lý để leo danh.